Với 50 bức tranh sơn dầu và sơn mài của họa sĩ Văn Dương Thành, khán giả sẽ quay về hồi ức hình ảnh một Bùi Xuân Phái với các bạn bè thân thiết. Ngôi nhà 87 Thuốc Bắc là nơi ông sinh ra, góc phố cổ Hàng Thiếc, Hàng Gà mà ông gắn bó. Những ô Quan Trưởng, tháp rùa Hồ Gươm cho đến những góc nhỏ chợ gạo, ngõ Phất Lộc mà ông đã yêu thương và vẽ trong hàng nghìn bức tranh nhỏ. Đây là một cái triển lãm có thể gửi chúng ta một cái thông điệp rất ý nghĩa là có thể thế hệ này tiếp nối thế hệ sau. Và tôi hoàn toàn biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của những họa sĩ luôn luôn đưa hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam qua những cái tác phẩm quá tuyệt vời. Danh họa Bùi Xuân Phái là người thầy lớn của họa sĩ Văn Dương Thành. Nghị lực, nhân cách và tình yêu vô bờ của cố họa sĩ đã nâng cánh cho biết bao họa sĩ của thế hệ tiếp theo. Từ lòng kính trọng, họa sĩ Văn Dương Thành đã cùng 4 họa sĩ nhí tuổi từ 12 đến 15 đã mở cuộc triển lãm này để ghi nhớ và tôn vinh người thầy đáng kính của mình. Để vinh danh ông Bùi Xuân Phái 100 năm. Và cái điều mà tôi nói tôi vô cùng cảm động là mấy chục năm sau đó quay trở lại thì lại được đứng trên cái tòa thánh đường này, cái nơi mà cất giữ những cái giá trị hội họa của quê nhà và cái nơi mà bác cháu đều có 12 bức tranh đang được trưng bày để cho thế hệ trẻ luôn luôn đến và ngắm và chia sẻ cái niềm vui, tình yêu thương quê nhà và cái tình yêu đối với hội họa đấy cho các em. Đam mê hội họa thì em cũng đã thích vẽ từ lâu rồi, nhưng mà anh cũng không ngờ có cơ hội lại được học bác Văn Dương Thành, cho nên là từ cái việc học bác cho nên là cũng đã nảy sinh thêm tình yêu cho hội họa. Để tiếp nối và lan tỏa những giá trị bất hủ về con người và sự nghiệp của danh họa Bùi Xuân Phái, trong những năm gần đây, họa sĩ Văn Dương Thành, người có nhiều nhân duyên với tranh của Bùi Xuân Phái, đã tận tâm dạy vẽ cho thế hệ học trò từ 10 đến 15 tuổi. Một lớp trẻ thơ vẽ Bùi Xuân Phái như cách để ghi nhớ một bậc thầy của hội họa Việt Nam trải dài qua các thế hệ.